Em xin được kính chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Em là Đỗ Trung Ô Tô, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán xe ô tô cũ thì có thể liên hệ với em nhé. Hôm nay thì em giới thiệu tới mọi người chiếc Mercedes C300. Chiếc này của em thì sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển Hà Nội. Đây, đi được có 18.000 km thôi, rất là mới. Hôm trước thì em có quay chiếc xe này lên kênh của em rồi, nhưng mà hôm đấy thì hơi chật nên là mọi người sẽ không thể nhìn được chi tiết chiếc xe này. Thì hôm nay em quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Mọi người có thể thấy là ở trên chiếc xe 300 này được trang bị cái cam 360 này, mặt cao năng trăng sao rất là đẹp, cảm biến va chạm xung quanh xe. Và nổi bật nhất là ở cái phần đầu xe, mọi người có thể biết đó chính là cái bộ đèn multi-beam. Cái bộ đèn này thì cực kỳ thông minh luôn mọi người nhé. Có thể đánh lái theo góc cua, gập xuống, nâng lên, gập xuống khi mà gặp phương tiện đi ngược chiều, rất là thông minh để giảm chống chói. Đấy, một cái chức năng cũng như là option rất là đáng giá trên chiếc C300 này mọi người ạ. Bộ vành thể thao 18 inch mọi người nhé, được sơn tương phản hai màu đen trắng rất là đẹp. Đây, xe thì rất là mới luôn, C300 AMG mọi người nhé. Đây, cốp thì được trang bị là cốp điện. Đây thì em đang bấm nút ở đây, đây cái chìa khóa của C300 AMG đây mọi người. Đấy, rất đẹp. Em bấm nút luôn. Keo chỉ tất cả mọi thứ nguyên bản hết mọi người nhé. Xe này thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở hãng nên mọi người mà quan tâm thì có thể vào hãng check thoải mái luôn. C300 AMG cũng là phiên bản cuối cùng cao cấp nhất của dòng xe rồi mọi người ạ. Đèn hậu trang bị full LED, hai ống thải bên sau, cảm biến va chạm, lốp cũng còn rất là dày. Đấy, xe thì rất là mới luôn mọi người. Nội thất thì màu đen mọi người nhé. Chiếc xe này thì nội thất màu đen. Ở dòng xe sang thì cái nội thất màu kem luôn luôn là cái màu nội thất mà được nhiều người yêu thích nhất và là được đánh giá cái màu nội thất đẹp nhất. Đấy, nhưng cái nhược điểm của cái nội thất màu kem mọi người biết là gì không ạ? Là nó sẽ rất dễ bám bẩn, và nếu mà chúng ta không giữ gìn ấy thì sau một quãng thời gian đi thì nó sẽ rất là bẩn. Đấy, thì cái màu nội thất đó đẹp nhưng mà mọi người phải giữ gìn nhiều hơn. Còn cái nội thất màu đen này thì mọi người sẽ không cần phải giữ gìn như nội thất màu kem. Đấy, ngồi thoải mái, bút bi viết nền cũng thoải mái luôn. Đấy, chủ xe nó độ lên những cái tua bin gió nhá, rất là đẹp, điều hòa ba vùng độc lập mọi người nhé. Và ở trên C300 thì được trang bị là loa bum meter xung quanh xe luôn, có rèm che nắng cho hành khách phía sau. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy độ mới của chiếc xe này, rất là mới luôn. Em sẽ ngồi thử vào khoang sau của chiếc C300 này nhé. Ở ngồi sau thì C300 thì khá là rộng rãi và cảm giác là nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đây, vô lăng dạng đê cắt cực đẹp, được trang bị lấy chuyển số, các tính năng thoại rảnh tay rất là đầy đủ, có cruise control và cái vô lăng này có thể chỉnh điện được 4 hướng mọi người nhé. Đấy, tua bin gió đều thay hết rồi, màn hình rất đẹp đúng không mọi người. À, chiếc xe siêu mới luôn. Đấy, mua được những chiếc xe này thì mọi người sẽ tiết kiệm được khoản tiền hơn 200 triệu đồng so với xe mới mọi người nhé. Trang bị cửa sổ trời này. Đấy, phải nói là cái thiết kế của Mercedes họ làm rất là bắt mắt và cuốn hút, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích sự thể thao, khỏe và nam tính. C300 thì hộp số sử dụng là hộp số 9 cấp và cái công suất mã lực nó lên tới 245 mã lực mọi người nhé, rất là mạnh mẽ luôn. Ở hai hàng ghế phía trước thì đều được trang bị chỉnh điện và có chức năng nhớ vị trí ghế nhé, nhớ ba vị trí ghế. Đấy, loa bum meter. Em sẽ khởi động chiếc xe lên nhé. Đây mọi người nhìn này, AMG rất đẹp đúng không mọi người. Cái đèn viền nội thất đi cùng cái tua bin gió này nói là rất là sang, nhìn trông rất là yêu luôn đúng không ạ. Và điểm rất là hay đó chính là cái loa bum meter mọi người nhìn, em tắt bật đi, nó sẽ tự động đóng vào và xoay ra, rất là thông minh. Vô lăng này cảm giác rất là mới luôn, thật sự. Em thử cam 360 cho mọi người xem nhé. Đấy, cam 360 cực kỳ nét luôn đúng không ạ, siêu nét luôn. Nói chung là cái cam của những cái dòng Mercedes hay dòng xe Đức ấy rất là nét, và phải nói thật mọi người là nó nhìn rất là sướng luôn, nó không bị mờ được như những xe Hàn, xe Nhật. Đây, ở cái chiếc C300 AMG này mọi người có thể thấy là cái phần mà chỗ tựa ngồi ấy, thì chúng ta thấy là hai bên này thì nó phình ra, nó ôm lưng hơn, trông rất là đẹp đúng không ạ. Được trang bị đầy đủ tất cả phí bấm này. Hiện tại thì giá cho chiếc Mercedes C300 AMG sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển Hà Nội, chạy được 18.000 km. Em đang bán với mức giá là 1.839.000.000 mọi người nhé. Nếu mọi người quan tâm đến chiếc xe hay cần thêm bất kỳ cái sự tư vấn cũng như là hỗ trợ thì mọi người có thể liên hệ với số hotline mà em đặt trên hình. Tất cả những cái dòng xe bên em bán ra đều cam kết bảo hành cho mọi người về chất lượng, vào check hãng mọi nơi. Mọi người mà xem kênh của em lần đầu mà
chưa đăng ký thì ấn nút đăng ký, ấn chuông và để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em mới về. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Kính chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và gia đình an. Mọi người nhớ nhé, giá cho chiếc Mercedes C300 AMG 2019 em bán là 1.839.000.000 và cửa hàng em còn rất nhiều các mẫu xe sang trọng. Kính mời mọi người qua địa chỉ cửa hàng em để xem xe, lái thử và trải nghiệm. Xin cảm ơn ạ.